Sao vâng ạ, em luôn xin hân hoan gửi lời kính chào tới toàn thể các bác. Và kính thưa các thân mến, rất là vui được gặp lại các bác trong clip tiếp theo buổi sáng ngày hôm nay. Và trong clip này thì em luôn xin được trân trọng kính mời các bác và tất cả quý anh chị em sẽ cùng đón xem và tham khảo trải nghiệm, và cũng sẽ là đánh giá chất âm của đôi loa bãi DC hàng bãi xịn đến thương hiệu của Italy. Và sở hữu cho đôi loa này đó là một bát 30 các bác nhé, loa full bát 30 từ leo và tép leo, và ba tép đều là hàng xịn của Phaito made in Italy. Đôi loa này thì hiện tại em Luân đang chào bán giá 19 triệu đồng trên một đôi, giá trên em chào bán tại cửa hàng. Và trong bài test này thì em có ghép cả loa súp hơi đơn bát 50 cũng là hàng bãi xịn của DC. Còn loa súp này thì sở hữu đó là một bát 50 từ 220 coi 100, bát cũng là bát xịn của Phaito các bác nhé. Em nhấn mạnh kỹ là bát xịn của Phaito. Giá của quả loa súp thì hiện tại em Long Lân đang chào bán là 12 triệu đồng một quả tại cửa hàng. Và em ghép cả một bộ ngoài đẩy PS Audio nhập khẩu, lưng tiếng TD Acoustic 900 các bác nhé, nhập khẩu. Vang số chỉnh tay, một con vang rất là cao cấp, hàng xịn chính hãng của CB Acoustic. Và em test với một bộ mic BMS UT58. Thì trước tiên em mời toàn thể các bác sẽ cùng nghe một bản nhạc để đánh giá độ ngọt ngào, độ chi tiết của đôi loa này và cả bộ sản phẩm này các bác nhé. Đẩy PS HD 8004 giá hiện tại vẫn đang là 8,8 triệu, trong thời điểm tới nó sẽ lên vài trăm ngàn các bác nhé. Lưng tiếng TD em đang chào bán giá 2,3 triệu. Vang số CB Acoustic mã VF8 thì giá đang là 3,6 triệu. Bộ mic BMS UT58 thì giá hiện tại đang là 8,5 triệu. Em trân trọng kính mời toàn thể các bác. DC bát 30 từ leo Phaito xịn, tép Phaito xịn thân thể các bác. Thưa toàn thể các bác thân mến, rất là cảm ơn toàn thể các bác và tất cả quý anh chị em đã luôn luôn quan tâm, tin yêu và luôn luôn ủng hộ những sản phẩm cũng như những set combo mà cửa hàng em đang tư vấn với em. Thì em có thể quay qua cho toàn thể các bác xem về cái nội thất của cái loa các bác nhé. Sẽ có nhiều video nữa em sẽ test nhiều bản nhạc các bạn để các bác nghe. Đôi loa này nó có thể sử dụng được rất nhiều mục đích.
các bác sử dụng cho karaoke gia đình, lắp cho phòng karaoke kinh doanh, lắp ở quán hát cho nhau nghe, đánh ba đánh bắp, nói chung là thoải mái các bác nhé. Giá tiền thì cực kỳ là ưu đãi hợp lý rồi, đúng không ạ? Rồi em mời các bác của anh em xem nội thất nhé. Trước tiên thì em quay nội thất của quả súp trước anh em nhé. Đây ạ, bát 50 dòng hầm anh em nhé, bát phai tổ xịn made in Italia, từ 220 con 100, dòng xương rất đẹp luôn này các bác. Đó. Hàng quá là chất luôn. Còn loa full là giá 19.500.000 anh em nhé. Thì đây ạ, em quay rất là cẩn thận. Đây là bát phai tổ anh em nhé, bát xịn. Các bác nhìn này, dòng bát xịn này thì nhiều năm các bạn. Nói chung là đôi loa này phải mấy năm nhưng nó rất là đẹp, thép nó rất là đẹp luôn anh em nhé. Đúng không ạ? Đây tép phai tổ đấy ạ, tép leo anh em nhé. Tép phai tổ, tép leo. Ok chưa? Đó. À phân tần đấy anh em nhé. Phân tần nó xịn sỏ lắm các bạn. Ok, rất cảm ơn toàn thể các bác. Các bác quý mến hãy nhớ like, share. Và bác nào chưa đăng ký kênh hãy đăng ký kênh các bác nhé. Đó, và hàng về thì em đã bán được 1-2 đôi rồi. Hàng về ngày hôm qua đúng không ạ? Còn bán cho ai em sẽ giới thiệu toàn thể các bác video sau. Rất cảm ơn toàn thể các bác. Và em xin chào. Em hẹn gặp lại các bác của anh em ở một clip tiếp theo nhé. Các bác có nhu cầu mua sắm ủng hộ em Luân thì hãy gọi điện cho em Luân qua các số máy trên tấm biển. Địa chỉ em Luân ở Trụ Thượng, Đồng Nạc, Chí Linh, Hải Dương, và em có thể giao hàng đến tận nhà cho toàn thể các bác ạ.